Tính mình nó ngang ngang nhưng mà đôi khi nó may mắn vẫn ra chợ. Tóm lại không ai sai cả. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Vui rồi. Bạn lấy gửi xe này này. Đi từ từ đã, đẹp đi vòng các bạn. Chưa vội em ạ. Như hội nhỉ các bạn nhỉ? Chủ nhật. Hôm nay chủ nhật cũng đông. Đấy, này, chợ gốm ấy. Ủa, chợ ấy. Ui giời. Cho nên là tính mình thì ngang lắm, nhưng mà nói em chiến em đi ô tô, mình dân nhà quê đi xe máy, đi đường nó chuẩn hơn. Đấy, em chiến là đường này này. Đấy. Đấy, chỗ đỗ xe này như là không biết. Đây là một nhà ra. À, cái chỗ này là được rỡ chưa? Xây thành phố đúng không? Chợ. Đấy. Được đấy. Để đi thì gửi. Anh em đi gửi xe cả. Rồi ơi, nhốn nháo chẳng biết ai chơi riêng rồi. Quay à? Ok, vào gửi xe đã. Xe máy để trái đây. Lơ mơ chức vụ trồng xe này thì cháu chủ tịch thôn đi. Ông chú lơ mơ cháu chủ tịch thôn đi chứ đúng không? Vâng, ok. Chào Trần Anh Dương nhé. Đi tìm tòi các chậu tiểu cảnh cho cây đời. Đấy. Vào chợ bên kia không anh? Có chứ, đi hết chứ. Chậu đẹp chưa? À, cái này là liên quan bể cá rồi. Ủa, nó đuổi lâu lắm rồi mình nhìn thấy còi ấy nhỉ. Yeah. Hồi bé thích mấy còi ấy. Bên này nó nhiều cái này. Nhưng bây giờ nó sạch hơn, ngày xưa chỉ có cái nhôm. Con chim ấy nhé. Ờ, ngày xưa con chim ấy. Con chim bằng sứ mà. Mấy cái này mà để vào tiểu cảnh được phết. Đây để hòn non bộ mà. Này chỉ non bộ đúng không? Xôi, khu này trồng mông ghê này. Thì lở. Để không phải thì lở. Lở đấy. Thì lở ngày xưa ở Nam Hà, Hà Nam nhưng bây giờ về Bát Tràng rồi. À đây nó cũng ghi hết rồi. Người ta ghi hết đồ thờ này. Quên mất. Kiosk thảo sao. Mình nói đọc thành thế nào? Sao hỏa. Hỏa sao. Đúng rồi. Nhìn như sao hỏa thật đấy. À đây bên này là tâm linh rồi. Đồ thờ rồi. Không đi sang một chợ bên kia. Đi làm chậu này để trước showroom đẹp nhỉ. Cái này à? Đấy. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà nước lủng. Cái này một cây, một cây để nước đi nữa. Nói chung là sáng tạo, bây giờ người ta nhiều người sáng tạo lắm, bể nước, trồng cây,
bể nước có phong thủy sáng tạo ấy. Đây, đây là, như cái này là kể cả mình để cây thật vào luôn, tôi sáng tạo luôn. Nhưng mà bọn nó bảo những cái này là nhập quốc, tại vì nó rẻ hơn, sản xuất đại trà rẻ hơn. Bên Việt Nam mình sản xuất nó nhàn, nó đắt hơn. Nếu mà nói về sản xuất, nói thật với các bạn nhé, nếu mà chất gốm thì đúng, chúng ta cứ khen là chất gốm Việt Nam đẹp, thủ công cái thứ, đúng, mỗi cái nó mình đừng nói là đẹp, ai đẹp hơn ai cả, mỗi cái nó có cái đẹp riêng khác biệt nhau, cái đặc trưng đặc thù của nó, không có nào hơn cái nào cả. Đấy, thì đúng hơn, ai thích cái chất gốm nào thì tùy, chứ bây giờ mình cứ bảo thằng này đẹp hơn thằng kia đẹp hơn, không có. Mỗi người một sở thích. Phải sang trái à? Bên kia có vẻ hoành tráng hơn nhỉ? Đi một vòng mà, đi quay lại. Wow. Đẹp đấy không? Quá đẹp này. Hóa hết cả mắt đi. Nhìn trên màn hình này còn đỡ đấy. Cái này nghìn năm nữa là cuối tiền này. Nói chung bây giờ nhé, không cần bán. Đóng cửa chôn đâu đấy, 1000 năm sau mình nên bán dầu luôn. Wow. Đẹp quá. Yeah. Tóm lại là nó thật cả. Những người ở cây đời, hai anh em đi tìm liên lạc vào cái chốn gọi Bồng Lai tiên cảnh của đồ gốm này, bị mông mung lạc lối rồi, chưa hình dung là mình đi đâu làm gì đây. Hai thằng loanh quanh bốc phét rồi quên mất là đi việc làm cái gì việc gì đây, việc chính có khi lại là quên hết rồi. Bát đũa này, nhìn cái gì đẹp này, đồ tâm linh, các loại đồ tâm linh, đồ thờ, đồ cúng. Cà phê, cà phủng này. Đấy. Đây cái gọi cái gì, cà phê phin ấy, cà pha phin, phin nhưng mà cái này bằng sứ. Làm giống kiểu màu chén lươn ngày xưa à, của Việt Nam. Chứ tóm lại là theo kiểu đồ sứ đúng không? Đây đi đâu, đậu ra đi. Hai chị em không chạm vào đồ nhá. Con gì ơi? Bàn. Bán này lâu đời lắm. Giả lâu đời thôi. Chôn lên 1000 năm xong thì chôn 1000 năm nữa là giàu. Kiểu gì cũng giàu. Cứ chôn 1000 năm nữa là giàu. Đây là người ta làm cái để chôn cây này này. Đúng không? Cái này để hòn non bộ. Đây cái này các bạn, cái này mà đây. Đấy, đúng rồi cái này này. Đây này cả cái ông các ông này. Cái này là Việt Nam mình làm, cái kia là của Trung đây Quốc. Đây này. Cô ơi cho con hỏi mấy cái mà để trồng những cái cây mini ở vào ấy. Có phải là mấy cái này không cô? Cái này trồng được cây to hơn đúng không? Dạng này. Cái này này. Đây là hán này. À đúng rồi. Là trồng mấy cây mini đúng không? Ví dụ như cái này là bao tiền ạ? Bao nhiêu?
Không, bọn con mua buôn cho cửa hàng luôn. Ừ, xong chưa? Bọn con là cửa hàng bán cái cây mini đấy. Ừ, nhưng mà mua nhiều ấy, mai sau mua mua số lượng nhiều luôn. À thế. Ok cô, xin số điện thoại cô để lúc nào nói chuyện với khách. À đây là số điện thoại luôn hả chú? Ok. Ok ok cô. 65. Cô có gửi được mẫu qua qua Zalo đấy không cô? Chắc là qua. À. Cả đống đi. Rồi rồi. Không bọn con cứ quay xong về tự xem xong cái nào thì lấy thôi. Đỡ phải chụp. Vâng vâng. Ra cái lượng bằng đeo đeo cái cùi kính nhỉ. Cùi chứ. Đấy. Vâng bọn con quay xong về xem ấy. Lấy ảnh cũng được. Xong bắt đầu ấy ảnh. Nhiều quá nhỉ, đúng không? Cái này là để cây hết. Ông Di Lặc này cũng trồng được này. Đấy, hiện nay trồng được to đây. Mình về mình sáng tạo thôi. Mình cho cây vào sáng tạo xong mình để giá thôi. Ôi nhở. Đọc tin nhắn cho nhỉ, 20 lẻ. Tiểu đồng. Cà lộc rồi. Anh ơi, hay mua này về gạt tàn thuốc lá nhỉ. Ngon luôn. Hút nhiều mà. Mẹ hút nhiều thế chết à. Ôi ôi. Thằng trêu đấy, bọn con đang ấy để bọn con nói về cây ấy mà. Cô lên Facebook có phải thấy cây đời ấy, là của bọn con ấy. Là à đây, phải nó gắn này. À đây. Ok, cứ tạm thời vậy. Vâng, ok, con cảm ơn cô nhiều nhá. Bọn con ở máy dịch mà, ở cầu Giấy ạ. Lấy cái nào thì alo chuyển cho. Vâng. Tiếp tục. Đấy, hôm nay vừa tìm được cái cửa hàng hay phết đấy. Nhiều cái để cây vào đẹp. Nhưng mà nó vẫn ít mẫu nhỉ. Hơi đơn điệu. Chiến nhận không? Vâng. Nhưng mà gắn có vẻ mình chưa khoái lắm vì gắn thô quá. Nguyên nhân là vì mình thích có liền cơ, mình không thích được gắn cái đấy. Thông thường nhiều cái nó phải gắn mà anh. Không gắn nhưng mà làm sao phải gắn đẹp, gắn hơi thô. Nó làm cho mình cảm giác nó không khoái lắm. Có cái được, có cái mình thích, có cái mình thích. Ở đây này. Đây là mình có cảm nhận như nó ở nơi nào về. Cái này là Trung Hoa, dân quốc. Trung Hoa, phải dân quốc. Mình cũng không có cảm giác là Duyên Hán lắm. Mình cảm thấy là Trung Quốc. Riêng kiểu màu mè đấy, nhìn chuẩn luôn. Đấy, bạn thông cảm hai anh em mình được cái là anh em nó thật. Không ngại gì cả. Tính gì tính. Xem anh nhờ cả. Đây có bếp cà phê nóng này này. Đấy. Cái này nó đốt bằng nến ở dưới ấy. Yeah. Anh mấy cái này anh ấy. Khi mà em cũng thích. Cái mua này về là nó ngoài kia bán đấy mà mua cho chị cho nó ơ mua này qua trực thuộc thì gốm từng không? Anh mua cho pin à? Không, nhựa. Sao tiền anh gốm sứ lại có quả bộ môn này? Nhựa nhưng mà chân đế. Chân đế nó sứ anh ạ. Mô hình ở trên nó nhựa. À đấy à? Đây ở ngoài có này. Nhưng mà nếu mà ai mà mở cửa hàng ăn uống ấy, tốt nhất nên sang đây để tìm ra được những cái nó trang trí rất đẹp. Anh vừa nhắc đến ăn uống ngay có lôi kho cá luôn. À, thế à? Đây kho cá. Đấy. Đây à, anh không biết. Lôi kho cá ghi đây. Ghi kho cá của mình thì thằng nói mưu miệng được nhưng đôi khi thực tế là hơi kém. Sự thực là như vậy.
kia mỗi ông bác luôn. Thực ra bọn mình cũng cưỡi ngựa xem hoa. Ủa? Anh ra đoạn đầu này. Đâu làm nhỉ? Cái đoạn giữa ấy, chia đôi ấy đúng không? À thế à? Thế đi vòng rồi à? Được vòng rồi. Thế được à? Vào ok. Thế là công công được luôn, không phải ấm được luôn. Cũng hết rồi bạn ơi. Cái này sẽ bắt chước Trung Quốc à? Người Tây rồi đấy. Ừ. Nói thật chứ khi vào đây nó hoa ấy mắt, không có quyết định nào rõ ràng được. Đại đa số rất là đẹp, nó hoa hết cả mắt nên mình không. Đúng là các cụ bảo rồi, đi mà đi chợ cái gì nó chuyên biệt về mặt hàng dễ bị đầu óc mình dễ bị gọi là lệch lạc. Từ lẫy đi là cứ nửa quên nửa nhớ là đi việc gì đấy. Đến đây là cứ chém chó mầm mầm, việc đi thì việc khác. Mà xin lỗi quý vị thì như hôm nay có phải ngày của mình đâu. Cái thằng camera nó phải nói mà tự nhiên xong mình cứ nói thế này. Nói đi! Hôm nay hai anh em quay kỷ niệm đi tìm đồ cho cây đời ấy. Chậu, tiểu cảnh các thứ. Qua làng Bắc Tràng. Anh Dương thì anh đang bị hoa mắt này. Sắp ngất xỉu rồi. Ông bị chém gió từ nãy giờ cuối cùng rồi. Quên hết việc đi làm việc gì rồi. Đi sang tìm cái một thứ thì quên hết mọi thứ rồi. Thấy nó để biển làm giá ở đấy à? Cái này là bên mình làm hay gì đấy? Bình xịt nước hoa. Biết rồi nhưng hình như sữa tắm này. Nhưng mà bằng sứ. Không, ý con đang hỏi là bên mình làm. Bên mình làm đi chứ. Ủa thế, đẹp chứ cơ. Bao nhiêu thứ còn đẹp nữa chứ lại. Mãi là. Sâu mãi à? Ừ. Mãi thì làm sao mà thu hút được khách đến đây. Rất nhiều các bạn men khác nhau. Tóm lại là bây giờ nếu mà nghĩ ra được một cái sản phẩm gì liên quan đến là shower gel đúng không? Sữa tắm này là ABC là có thể là mình sẽ tự làm thương hiệu riêng mình đúng không cô? Đúng rồi. Đặt tên đây mình luôn ở đây được đúng không? Ừ. Ừ, đúng rồi. Sang chảnh đúng không? Đây. Nếu muốn mua được thì nếu muốn mua buôn đắt. Không đắt, mua buôn thì rẻ. Okay. Đấy, xem có đổ được buôn thì sang đây. Buôn ở đây thì rẻ như trò. Không, mình cứ hỏi thôi, không hiểu gì con ạ. Mình cứ bí mật nói thế thôi. Bí mật vào hết camera rồi. À đây, bình luận này lấy đấy. Hay đấy, thì cái này là những cái tạo ra sản phẩm riêng mà. Đây là ví dụ như của cô này. Những cái này, thế này. Hay thầy cái cà rất là thích của cô là cũng phải có luôn. Có ai có hiểu rồi. Cô ở dưới luôn thì có luôn đây. Cô bí mật nó buôn cái này mấy nghìn một cái. À, triệu cái luôn. Cô bán hàng đấy, duyên đấy. Như thế này mà xinh như này, đấy, đẹp này thì nhiều người mua lắm. Hèn mết hết rồi cô. Đấy, mết my hand. Đấy này, tất cả cái này là bàn tay. Đấy, những cái riêng như thế này thì cô là phải thuê người bên Hà Tây, Hà Đan. À. Cô chỉ làm bánh sứ thôi. Thôi là cái làng này là làng chuyên Việt Nam rồi. Ừ. Mình mà ăn nốt của người ta nữa thì mình giàu quá đấy, đúng không? Chính tỏ là cái này của cô là chuẩn hàng vị mà bán được nhiều đúng không? À, cái để chống cái lóng. Cô giới thiệu cái này để làm gì đi? À, cái này đây, nếu mà thích nhá, người ta buộc là trao tranh, còn những nhà nào sang ta để lên nó lót nồi. Ok, cái này. Hộp. Thích được gì được này? Gì cụ thôi. Dạ các cô. Thank you cô nhiều. Rất hay đấy. Ừ, tuyệt vời luôn đấy. Thank you thì cũng phải mua cho cái gì.
Đó, bọn con đang đi tìm buôn thật hay không đùa? Con đang nói thật. Vâng. Vâng, con đang nói thật. Cô cứ yên tâm. Con đi xem nó có gì không. Đây này, cái mới của cô ngoài kia kìa. Đâu ạ? À? Đấy, ngoài ngoài đứng ở ngoài nhìn vào. Ôi, xin lỗi em nhé. Cảm ơn cô nhé. Vâng, quay vừa quay biển ngoài ạ. Không, nhưng mà nó thật từ lại đi nhá. Có đấy là công nhận cái sản phẩm độc đáo. Phải công nhận. Nó kết hợp giữa hai cái làng nghề rất là độc đáo. Ông em ấy đẹp à? Cái đấy đẹp. Ừ. Khả năng đã xuất khẩu rồi. Rất là đẹp. Nó kết hợp được giữa hai sản phẩm rất là đẹp. Mây che đan với cả gốm sứ. Mây che đan với cả cái của Hà Tây với cả gốm sứ Bát Tràng rất là đẹp. Mà sản phẩm nhìn trông rất handmade. Nó không kiểu như là công nghiệp hóa. Thế có lẽ là anh em mình hôm nay đi mà để mà quay thì chỉ đến thế thôi. Bây giờ anh em mình làm việc chính đi. À, xin chào quý vị nhá, hôm nay tôi đứng hẳn ở cổng làng gọi là Bát Tràng đây. Nhưng mà xước bẹ chân này. Hai thằng cầm 2.000 đi cho hỏi đường để đưa 2.000 để mà đi ra chỗ gọi là bảo tàng nhưng mà không thành công. Mãi chị gọi là nhà rác chị mới gọi là chị nhận cho. Ok thế nhá, bye bye. Deine Zauber binden wieder.
Ấy, bảo tàng đẹp quá. Đi qua thôi. Thế nào? Đấy, đây là cái bảo tàng nhá, ở đây nhá. Có điểm bán vé các bạn. Ôi, bán vé không vào. Mình không phải đưa tiền nhưng mà mình đi cả làng cả chợ rồi chứ. Chỉ nhìn qua hình ảnh thôi được rồi. Đẹp quá nhỉ. Tại vì bọn mình vào cả một cái nơi như thế rồi nhưng mà bảo tàng này nhìn trông đẹp quá. Hỏi ra vé luôn đi. Đi đi về đấy, anh muốn về được tàng vàng.